Xin chào quý vị và các bạn. Trong clip này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xe khách Gaz Gazelle Next 2022 nhé. Ở thị trường Nga, Gaz đã cho ra mắt bản nâng cấp của xe khách Gaz Gazelle Next. Vì đây là bản facelift, xe vẫn giữ nguyên kiểu dáng tổng thể của đời cũ. Đầu xe mới nổi bật với đèn pha, đèn định vị ban ngày LED, lưới tản nhiệt mở rộng màu đen, có thanh mạ chrome tạo điểm nhấn, cản trước đẹp mắt hơn, tích hợp đèn sương mù. Mâm xe vẫn giữ nguyên thiết kế, kích thước 16 inch, kính xe là loại cách nhiệt, bánh sau là dạng bánh đôi, giúp xe chạy ổn định ở tốc độ cao hoặc khi vào cua. Gương xe tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương, và cảnh báo điểm mù. Đèn hậu phía sau có đồ họa chiếu sáng như phiên bản cũ. Cửa trượt bên hông rộng rãi, có bật bước thò thụt chỉnh điện, giúp việc lên xuống của hành khách trở nên dễ dàng. Bên trong được tái thiết kế bảng táp lô, có nhiều hộc để ly, ngăn chứa, vô lăng 4 chấu tích hợp phím điều khiển nhanh các chức năng hệ thống, điều khiển hành trình. Cụm đồng hồ dạng analog kết hợp màn hình TFT 4,5 inch, giao diện hiện đại và dễ nhìn hơn. Màn hình giải trí cảm ứng kích thước 9 inch, tích hợp camera lùi, camera quan sát 360 độ. Các núm xoay, cửa gió điều hòa được bố trí lại. Tại thị trường Nga, Gaz trang bị cho mẫu xe này 5 loại động cơ, xăng, metan, do pane, dầu diesel, electro. Tay lái trợ lực thủy lực, dẫn động cầu sau, dung tích thùng nhiên liệu 80 lít. Hệ thống treo sau kiểu độc lập, treo xương đòn kép, khung xe được gia cố chắc chắn, độ bền cao. Xe được trang bị các tính năng an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống trượt, cảnh báo điểm mù, camera quan sát 360 độ, kiểm soát hành trình, cruise control. Các thông số cơ bản của xe Gaz 17 chỗ 2022, kích thước dài rộng cao của xe lần lượt là 6.414 x 2.068 x 2.848 mm, chiều dài cơ sở 3.745 mm. Xe Gaz 17, 20 chỗ, là một trong những dòng minibus 16 chỗ bán khá tốt tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga, cạnh tranh trực tiếp với Ford Transit, Hyundai Solati, Toyota Hiace và Thaco Iveco. Xe có tùy chọn 3, 6, 17, 20 chỗ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like, share và một lượt đăng ký nhé.